Thủy Tiên tá hỏa thông báo mức báo vực thu được sau đợt từ thiện, dân tình chỉ trích bớt làm màu. Bà xã Công Vinh lại tiếp tục gây bão cõi mạng khi trực tiếp nhắc đến những vấn đề nhạy cảm liên quan đến từ thiện mà cô bị dân tình chỉ trích suốt nhiều năm qua. Netizen được dịp chế giễu ném đá dữ dội khi cho rằng cô đang làm màu. Thời gian qua, cái tên của Thủy Tiên chắc hẳn luôn là đề tài nóng, gây bão cư dân mạng và là chủ đề luôn được nhắc đến bàn tán sôi nổi. Là nhân vật chính vào những tai tiếng liên quan đến vấn đề từ thiện trong suốt nhiều năm qua, nhưng bà xã Công Vinh dường như đã quá chai lì với những thị phi khi thời gian gần đây cô đã liên tục nhắc đến những cụm từ nhạy cảm khiến dân tình đào bới và ném đá không ngừng. Theo đó, từ khi hiện tượng mạng bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện vào thời điểm năm 2021, cũng là lúc cặp vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh bước vào tình thế lao đao, tên tuổi và sự nghiệp dần lụi tàn bị khán giả quay lưng. Cụ thể, bà Hằng là người tự nhận là phe chính nghĩa, lên tiếng cực gắt tố thẳng giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng là kẻ lừa đảo, lợi dụng danh tiếng của bản thân để kêu gọi từ thiện, ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, rồi ăn chặn đút tiền của Mạnh Thường Quân và Túi Điên. Từng lên tiếng minh oan tung sao kê ngân hàng và bằng chứng đầy đủ, pháp luật cũng công nhận cặp đôi không có dấu hiệu ăn chặn. Tuy nhiên, sau nhiều năm trôi qua cho đến hiện tại, Thủy Tiên và Công Vinh vẫn thường xuyên bị dân mạng công kích ném đá dữ dội. Tuy vậy, thời gian gần đây Thủy Tiên lại được cho là có thái độ đối đầu với anti-fan khi trực tiếp khơi lại những câu chuyện liên quan đến chủ đề này. Cụ thể, trong một clip được lan truyền trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng đã mạnh miệng tuyên bố bản thân đã bất nhiễm với những câu chửi và khẳng định không còn sợ ai. Hơn nữa, cô còn cho rằng từ giờ sẽ không bao giờ làm từ thiện nữa bởi quá nhạy cảm. Bởi đây nhất chia sẻ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ lại khiến dân tình xôn xao khi thông báo đã mất một báu vật, thứ mà cô luôn trân quý sau những chuyến từ thiện của mình. Được biết, món đồ được Thủy Tiên cho là báu vật đó chính là chiếc nón lá đã cùng cô rong ruổi trong nhiều chuyến đi từ thiện trên khắp cả nước, được cô mang theo để che nắng trong hậu trường khi tham gia fashion show của nhà thiết kế Đỗ Long, quay clip và đăng tải lên mạng xã hội. Cô buồn bã khi món đồ kỷ niệm này đã chính thức bị mất dù đã trân quý và gìn giữ. Phía trên trang cá nhân, bà xã Công Vinh chia sẻ, cái nón lá kỷ niệm của mình đi miền Tây hạn mặn, miền Trung cứu trợ nhờ có nó che chở cho mình lúc nắng bạc mặt, mưa bạc tóc. 3 năm rồi vẫn giữ như báu vật, nhờ bà làm tóc cầm giùm để vô chụp ảnh mà nghĩ sao bà làm tóc bà nói, ủa em tưởng chị lượm nón của mấy cô cắt cây trong resort nên em quăng dưới cỏ ai lấy mất tiêu rồi. Lật lại những hình ảnh vào thời điểm Thủy Tiên đi hỗ trợ người dân, có thể thấy hình ảnh chiếc nón lá luôn gắn liền với nữ ca sĩ. Thậm chí vào cuối năm 2020, trong đợt đi cứu trợ lũ lụt tại các tỉnh thành miền Trung, chiếc ba lô hình trái tim được ca sĩ Thủy Tiên đeo cũng trở nên cháy hàng. Ngay lập tức, bài đăng thăng vãn mất nón của Thủy Tiên cũng đã nhận về sự quan tâm lớn từ dư luận. Bên cạnh những lời bình hài hước thì bên dưới đoạn clip cũng không thiếu những chia sẻ chỉ trích ném đá, cho rằng Thủy Tiên đang quá là màu, thách thức dư luận khi liên tục nhắc đến hai chữ từ thiện. Thậm chí anti-fan còn chê thẳng cho rằng nhờ nắng bạc đầu mưa bạc mặt thì giờ vợ chồng cô mới đang có bạc tỷ trong ngân hàng sau khi ăn chặn tiền từ thiện. Dù đã nhiều lần đáp trả và thanh minh nhưng việc xoa dịu dư luận là điều không thể, nên có thể thấy giờ đây Thủy Tiên dường như đã không còn đoán hoài và bận tâm gì mấy với những lời bình như trên. Trải qua hàng nhiều sóng gió thì hiện tại Thủy Tiên cũng đã dần ổn định và cân bằng lại cuộc sống, chăm xuất hiện và tham gia nhiều sự kiện giải trí hơn. Bên cạnh đó là quay trở lại với những sản phẩm âm nhạc, điều mà các fan của cô luôn mong chờ trong suốt nhiều năm qua.